Kỷ niệm 3 năm thành lập của nhóm yểm trợ dân chủ Oregon đã thu hút khoảng 400 quan khách tham dự, gồm nhiều doanh gia, cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như quan khách xa gần. Đặc biệt trong buổi họp đã có phần trình bày của nhà báo Hoàng Long Thế Giới Ngày Nay và nhà văn Phan Nhật Nam, biên tập viên SBTN. Và chúng tôi thấy rằng những người đang sống đời tự do tại hải ngoại là những người đã được luật pháp của các quốc gia tự do bảo vệ chúng ta. Cho nên chúng ta dùng cái phương tiện của mình, dùng những cái gì mà mình có về mặt tài chính cũng như tinh thần, chúng ta lên tiếng để chúng ta ủng hộ những người mà họ đã mạnh dạn làm cái điều đó trong nước. Và chúng tôi Huỳnh Đức Bình không ngại để nói cái điều này. Cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay ở Việt Nam nó thật sự đúng là một cái đảng cướp. Với 600 tờ báo mà chỉ có một người chủ nhiệm đang ra sức bôi bẩn và đánh phá những cái lực lượng đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước của chúng ta. Ở hải ngoại chúng ta có cái bổn phận phải vạch trần cái sự dối trá của chế độ Cộng sản và đả phá cũng như lật đổ được cái chế độ bảo quyền Cộng sản ở trong nước hiện nay để đem lại tự do hạnh phúc cho những người dân ở trong nước của chúng ta. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, cùng nghi thức thắp nến và các bài hát đấu tranh hùng tráng, đồng hương đã được nghe tiếng nói của các cựu tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo trong nước đã phát biểu rất hùng hồn qua máy phát thanh trước cử tọa trong một buổi tiệc trang trọng và tình nghĩa. Thưa anh, chúng tôi là những người lao động chân tay, nhưng mà cái tình cảnh đất nước Việt Nam của mình nó bây giờ sau 30 mấy năm Cộng sản nó vẫn còn tiếp tục đè nặng người dân bằng cách khủng bố, tra tấn, tù đầy những người đấu tranh cho dân chủ, thì chúng tôi suy nghĩ mình phải làm cái gì đó cho quê hương, nên chúng tôi tập hợp lại với nhau để mà tiếp tay những người em trong nước. Dạ, chúng tôi không lạc quan một cách quá độ. Tuy nhiên sau những cái băng của ASEAN như là nhận trường 50 hoặc là những lá thư của chiến trường và bây giờ 55 nhìn lại, thì mỗi lần mà báo chí ở trong nước, báo chí Cộng sản ở trong nước mà tấn công chúng tôi thì chúng tôi biết tin chắc một điều. Hóa ra là cái nỗ lực của anh em chúng tôi, nỗ lực của những người ở hải ngoại đã đi đến cái tác động lớn. Cho nên báo Thanh Niên chẳng hạn, nó chạy một số đến liên tục, đến mấy ngày, nhiều số liên tục để tấn công cái lá thư từ chiến trường 2. Thì từ đó chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đang bị tấn công, tức là chúng ta đã có được một cái tác động cụ thể và hữu hiệu. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SBTN và báo Người Việt Tây Bắc, tường trình từ Portland, Oregon.